500 triệu về hưu được không? 500 triệu nếu đầu tư vào thị trường lúc này thì một năm tôi có thể giúp cho các bạn có được một cái danh mục khoảng 50 triệu tiền cổ tức. 500 triệu vẫn còn nguyên. Và chứng khoán nó có tăng hay lên thì tôi không biết, nhưng trung bình một năm bạn sẽ nhận được khoảng 50 triệu tiền cổ tức, tức là mỗi tháng bạn sẽ nhận được khoảng 4 triệu. Chỉ cần bạn bỏ ra 500 triệu thì mỗi tháng bạn sẽ có được 4 triệu tiền cổ tức. Còn cái 500 triệu đó nó tăng theo thời gian như nào thì chúng tôi không biết, nhưng chắc chắn vào thời điểm này thị trường chứng khoán Việt Nam bạn sẽ nhận được khoảng xấp xỉ 10%, gấp 3 lần gửi ngân hàng. Và đó là chưa tính đến chuyện 500 triệu thời gian sẽ tăng lên. Bạn KK Vlog nha. Vâng, các bạn có thể đặt ra câu hỏi. Tôi cho tôi đặt 3 chỗ gửi tiền được không anh Tần? Bạn đăng ký hệ thống của chúng tôi đi. Bạn có thể đăng ký với chúng tôi là trên giao diện đấy, gồm có Tuệ Thành này, Cẩm Tiên, Cao Trường là ba cộng sự của chúng tôi. Và chương trình của chúng tôi sẽ diễn ra vào ngày 20-21 tháng 4 năm 2024 ở Hà Nội. Các bạn đăng ký bài học với nhau, chúng tôi chỉ còn có 10 chỗ nữa thôi nha. Chúng tôi chỉ còn có 10 chỗ nữa thôi, rất là hân hạnh với các bạn. Và đợt này thì các bạn sẽ gặp rất nhiều Việt kiều ở châu Âu về lớp học đó. Rất nhiều Việt kiều ở châu Âu. 200 triệu là ok rồi nhá. Em Hùng Hoàng nhá, 200 triệu là em cũng bắt đầu có dòng tiền. Nếu em có 200 ở trong lớp, em có tìm ra được những công ty nhiên liệu Bình Minh thì sau 4 năm nó tăng 600%, là 200 triệu ngày hôm nay. Nếu như cái công ty đấy tốt như Bình Minh là 4 năm sau em có 1.2 tỷ rồi. Hãy bắt đầu từ con số nhỏ như vậy. 200 triệu là một số tiền nhiều đấy, không phải ít đâu, không phải ai có đâu. Và em hãy bắt đầu nó bằng ngày hôm nay, và hy vọng rằng trong tương lai cuộc đời của em nó sẽ thay đổi. Hãy bắt đầu bằng 200 triệu đầu tiên, cuộc đời của em nó sẽ thay đổi. Bạn Hồng Hoàng nhá. Xin chào các bạn. Hãy tiết kiệm và đầu tư. À, bạn Trung Kiên hỏi lớp học của anh Tần đóng học phí bao nhiêu. Em ơi, lớp học của anh một người là 12.450.000, 12.450.000 cho một người. Và nếu đi hai vợ chồng là phải có hôn thú, và có hôn thú thì chúng tôi sẽ giảm tới 5 triệu, còn 19.990.000 cho hai vợ chồng. Đấy, chúng tôi khuyến khích các bạn đi học hai vợ chồng thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn để các bạn vào lớp học.